Và hôm nay thì mình sẽ cho các bạn xem, mình sẽ dùng cái Fluke I410 model này để đo cái điện ampere để được phát ra từ cái cục phát điện này cho phiên bản xe Toyota Corolla. Đây là động cơ 4 xi lanh 1.8 lít. Và để đọc được cái điện ampere đó thì ngoài cái Fluke I410 này thì các bạn cũng cần phải có cái đồng hồ để đo điện, thì mình có đây. Và mình đã cắm sợi dây vào nè các bạn. Với cái Fluke I410 này các bạn có thể đo được điện DC một chiều và điện EC là hai chiều. Và điện hai chiều cũng như là một chiều đó thì có thể đo lên tới 400A hoặc là 600V. Và cái cách sử dụng rất là đơn giản nha các bạn. Đây là cái nút để bật on lên nè. Các bạn bấm và giữ. Thì các bạn chỉnh cái nút này về vị trí zero là ở khoảng giữa này nè các bạn. Có cái đèn xanh đây nè. Và ở đây đó thì các bạn thấy có cái ngàm, thì mình mở cái ngàm ra bằng cách là bóp ở đây. Và các bạn kẹp vô ở xung quanh cái sợi dây mà đang có đường nguồn điện đi qua nha, để mình đo là điện ampere là bao nhiêu. Thì trước tiên các bạn phải biết được cái nguồn điện đó là nguồn điện một chiều hay là hai chiều. Thì với những dòng xe ô tô thì nhiên là điện DC là một chiều nha các bạn. Và hôm nay như mình nói vậy, mình sẽ đo là bao nhiêu ampere từ cái cục phát điện này nó phát về cái bình ắc quy, để mình biết coi cái cục phát điện này nó có làm việc hay không. Thì cái cách mà sử dụng đó là các bạn nhìn thấy ở trên đây nó có cái mũi tên nè. Mũi tên này các bạn, thì nó sẽ hướng về cái bình ắc quy nha. Có nghĩa là mình đang muốn đo cái điện ampere được phát ra từ cái cục điện này, thì cái mũi tên nó phải hướng đi khỏi cái cục phát điện. Thì giờ động cơ đang chạy nè, đang chạy rô đai thôi. Và mình đã cắm dây vào rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ kẹp ở xung quanh đó nè, cái sợi dây đi vào trong cái cục phát điện nha các bạn. Thì các bạn nhìn thấy đây, on rồi nha, đèn xanh lên nè. Và bây giờ mình sẽ bật lên để đọc là bao nhiêu ampere từ cái cục phát điện. Thì các bạn phải đưa qua là ở chế độ này nè các bạn, DC nha, một chiều, MV và mV đó. Rồi, và các bạn có thể đọc được là ampere là bao nhiêu. Với động cơ đang chạy là ở rô đai thì ampere được phát ra từ cái cục phát điện là 15.8, 15.9 cũng như là 16A nha các bạn. Rất tốt, rất tốt. Thì bây giờ mình sẽ bật đèn về đêm cũng như là đèn pha lên để cho các bạn xem coi cái ampere nó lên là bao nhiêu. Thông thường với động cơ 4 xi lanh đó các bạn, nếu mà không bỏ lô, có nghĩa là mình không bật hệ thống đèn hay là đèn pha cũng như là hệ thống điều hòa máy lạnh lên đó, thì là khoảng độ từ 10 cho đến 20A. Thì các bạn thấy đây là khoảng trên dưới 15 nè, rất tốt. Và khi mình bật cũng như là mình bỏ lô vào trong xe, có nghĩa là mình bật hệ thống điều hòa máy nóng máy lạnh lên, mình bật đèn lên, đèn về đêm cũng như là đèn pha lên, thì cái này nó phải lên hơn 30A nha các bạn. Có nghĩa là cái cục phát điện về là cái bình ắc quy lên tới hơn 30A và cái cục phát điện làm việc tốt. Bây giờ mình sẽ làm điều đó cho các bạn xem. Thì mình đi vào trong xe. Các bạn nhớ nha, đèn không có sáng nè, động cơ đang chạy ở rô đai nè, và đọc là khoảng 16 nè ampere. Bây giờ mình vào trong, mình sẽ bật lên. Trước tiên thì mình sẽ bật lên đó là hệ thống điều hòa máy nóng và máy lạnh tối đa, auto, cho quạt chạy tối đa nè các bạn. Đó, thổi ra nè. Và bây giờ mình sẽ bật đèn về đêm cũng như là đèn pha lên luôn. Đó, rồi ra phía trước nè, đèn pha, các bạn nhìn thấy cái dấu hiệu đèn pha không? Đâu rồi? Đó, đèn pha đó. Ra phía trước coi như thế nào nha các bạn. Ampere là khoảng hơn 30 nha. Wow, 50 rồi các bạn. 50.3, nói chung là hơn 50A rất tốt. Nói chung là khoảng từ 30 đổ lên nha các bạn, thì là cái cục phát điện làm việc tốt. Tại vì phiên bản này là đời 2017 nên cái cục phát điện vẫn còn tốt. 50. Bây giờ mình sẽ tắt đèn pha chỉ để đèn về đêm coi là bao nhiêu nha các bạn. xuống còn khoảng 40, 49 cũng còn rất là cao, rất là tốt. Bây giờ mình tắt luôn nè. Chỉ để là hệ thống điều hòa máy nóng và máy lạnh thôi. Tới 42 là các bạn. Đó, cái cách mà mình kiểm tra cái điện ampere cho tất cả những loại xe ô tô rất đơn giản. Nếu như các bạn sở hữu cái Fluke I410 này rất là tiện. Mình có thể đo luôn cả điện ampere ở nhà nha các bạn, điện AC. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Mình hẹn các bạn ở video tới. Bye bye.